Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Người Trong Văn Phòng. Và đây là vlog của tụi tôi. Bữa nay cả văn phòng đã đi du lịch cả rồi, chỉ còn có mình tôi thôi. Cho nên là các bạn cũng thấy là hôm nay tôi làm cái con gì ở trong văn phòng này cũng được hết á. Đây là cái cửa ra vào, và cái cửa ra vào này là có cái mật khẩu là ABC 123. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở. Khoan, cắt. Sao vậy? Tôi thấy cái này nó hơi cứng. Là sao? Thì cái gì mà tự nhiên người ta khoe là văn phòng nghỉ đi du lịch rồi tao cho người ta biết mật khẩu cửa đó mà. Cái kịch bản này phát tao soạn á, có gì mày hỏi nó thử coi. Thì ý của tao là vậy á. Vụ gì? Thì nè, tao thấy là không có ổn lắm, tự nhiên có cái gì trong kịch bản rồi đó, cảm giác như là mình đang chuẩn bị phá văn phòng mày ơi. Vậy mày có vấn đề gì với nó hả? Có, trời ơi, đương nhiên rồi, tao đã nói rồi. Tao tưởng đây là cái vlog nhân dịp mọi người đi du lịch hết. Cái xong bây giờ tự nhiên mày nói là nó một hồi tự nhiên tao thấy nó sai. Alo, vậy là mày vẫn chưa hiểu ý đồ trong kịch bản này của tao rồi. Tại vì nói chung là nó không có như mày nghĩ đâu. Mày cứ thu đi xong rồi về tao edit cho mày coi là mày sẽ hiểu. Nhưng mà nó sao á. Bây giờ á là nói chung đây là cái cảnh là mày chỉ còn ở văn phòng một mình thôi, và cả văn phòng đi du lịch hết rồi, và mày sẽ nghĩ ra những cái hoạt động mà kiểu vui chơi giải trí các thứ này nọ đồ trong văn phòng thôi. Ok rồi, ok, 1, 2, 3. Rồi, giờ mở cửa vào văn phòng. Như các bạn cũng đã thấy, văn phòng không còn một ai nữa. Xe của mọi người vẫn để ở đây. Tôi hoàn toàn có thể dẫn xe mọi người ra khỏi đây mà không ai biết. Giờ đi lên trên phòng thôi nha các bạn. Văn phòng mới quét channel rất là rộng, tôi cảm thấy rất là thoải mái. Một lát nữa tôi sẽ order đồ ăn về để ăn mập. Trong văn phòng là sao ba? Cái luật gì nữa đây? Mới mày biết là trong văn phòng mình có cái luật là cấm ăn đồ ăn mà. Nó chỉ là cái joke thôi ba, chỉ là câu nói đùa thôi á. Mà tao không biết là đùa cái kiểu gì mà sau này mà Duy Anh nó coi được cái clip này á là tao với mày cút. Không sao ba, có gì từ từ nói. Tao thề luôn, đây chỉ là những câu nói đùa thôi, và kịch bản này không có vấn đề gì hết. Mày chỉ cần thu âm theo là được. Và đây, phòng editor của tụi mình không ai ngoài mình, Phất Duy Anh. Bây giờ tao sẽ là chùm của cái văn phòng này, không có được ba, không có ổn. Đang thu ngon mà mày đang làm, mày làm gì vậy? Tại vì bây giờ mình up cái này mà lên kênh YouTube á là chết kênh mình. Tao đợi 5 tỷ, tao đợi 5 tỷ luôn mày, hiểu không? Má mày viết cái kịch bản kiểu gì vậy bác? Tao không có muốn cãi, nhưng mà chả lẽ là mày không hiểu được là lúc nào thật lúc nào đùa sao? Tất cả chỉ là dốt thôi mà. Tao luôn luôn biết á là tụi mình đùa như thế nào, mình hay giỡn, mình hay chót với nhau như thế nào mà. Tao thấy kịch bản này nó tệ, nó dở lắm luôn á. Giờ sao cho nó thu tiếp đây? Tao không biết. Bắt quay án cho nó thu tiếp này. Ok, ok, nãy giờ hơi căng thẳng nhưng mà tao đảm bảo với mày luôn, cái kịch bản này sẽ được mọi người hưởng ứng. Má, mọi người hưởng ứng cái gì ba rồi? Mày coi nè, mày coi cái khúc này nè. Văn phòng này tôi có nhiều đồ dùng còn tốt lắm, ăn cắp về nhà cũng không ai biết. Cái đó chỉ là... Chưa hết. Còn cái này nữa. Tôi đang định mở một cái party ở đây. Ai mà muốn đăng ký tham gia thì cứ việc comment, rồi chuột không dây Logitech, rồi bàn phím không dây Logitech, rồi cái nào tôi cũng lấy về được hết là sao? Đó là quảng cáo một chút thôi mà. Cái vấn đề không phải là ở quảng cáo, mà là tại vì bây giờ là cái này nó kịch bản này nó đi theo một cái hướng rất là sai luôn á. Tao biết là cái shot của tụi mình nó là trước giờ như vậy, nhưng mà tao thấy là bây giờ một là mày sửa kịch bản, hai là tao bỏ không làm cái này. Tao ấp ủ cái kịch bản này 10 năm rồi, mày hiểu không? Với tất
cả những logic trong tình tiết, trong lời thoại, rồi cả nội dung nữa. Nhưng mà bây giờ mày muốn có lương hay không? Thì muốn. Hay là mày muốn tao với mày bàn lại cái cách mà mình dốc như thế nào? À, má nó, tự nhiên tao nhớ lại là trước giờ tụi mình chót với nhau là trước giờ là nhiêu đó luôn. Mà nhiều khi mình còn hơn vậy nữa, này là chuyện bình thường, chuyện thường ngày thôi mà, đúng không? Má, bắt tay vô thu âm tiếp đi mấy cái con. Đấy, vậy ok đúng không? Vậy ok đúng không? Vậy bây giờ mình bắt đầu thu lại nha. Rồi. Rồi, 1, 2, 3, thu nè. Ok. Mình đã ăn, mình đã tham quan hết văn phòng thì mình sẽ đốt luôn cái văn phòng này nha mọi người.